Rồi cho các bạn nha, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nha cái đề số 3. Thầy có nói đề số 3 là đề rất là quan trọng và những cái nào mà hôm trước thầy dạy rồi thầy sẽ làm lướt nhanh, còn cái nào thầy chưa dạy thì sẽ nhấn mạnh lại cho các bạn nha. Rồi đề số 3 thì đây là cái dữ liệu người ta cho sẵn cho các bạn luôn. Thì công việc đề số 3 các bạn nhớ giùm thầy đề số 3 hay bất cứ một cái đề nào thì đọc đề giùm thầy coi coi có yêu cầu định dạng trang không, bài setup hay không. Nếu có thì làm nó đầu tiên. Nếu không có thì làm luôn theo cái cảm tính, cái suy nghĩ của mình, bắt buộc luôn luôn phải làm bài setup. Nếu người ta có yêu cầu cụ thể thì làm theo người ta yêu cầu, còn không thì các bạn cứ bật bài setup lên một in hết giùm thầy cũng được hết nha. Đó, cái phần bài setup có thể người ta đặt ở đầu đời hoặc giữa đời, buồn buồn cho cuối đời, muốn đặt đâu cũng được không quan tâm, nhưng nhớ giùm thầy nó luôn luôn được làm đầu tiên, luôn luôn được làm đầu tiên nha các bạn, luôn luôn được làm đầu tiên. Rồi ví dụ như này là 071 071 075 thì đây các bạn nhấn Ctrl A, các bạn vô Playout, các bạn chọn Margin, các bạn chọn Bottom, các bạn đánh đây là 0,71 inch. Rồi Bottom các bạn là 0,71 inch. Rồi Left các bạn là 0,75 inch. Rồi Right các bạn là 0,75 inch. Sau đó bạn nhấn OK. Đó, do máy của thầy nó nhảy bị lỗi đó. Còn các bạn thì cứ làm bình thường nha. Rồi nếu người ta có yêu cầu dưới đứng dưới ngang gì đó thì bạn vui lòng thực hiện theo. Đó, do máy của thầy nó bị lỗi cái phần in này thôi nha. Đây, còn các bạn làm thì làm bình thường nha. Rồi sau đó người ta yêu cầu bạn phong thai Roman thì các bạn home nè, các bạn phong thai Roman nè, cỡ chữ 13 nè. Rồi bạn có thể lít chuột phải luôn, bạn chọn paragraph, lít chuột phải chọn paragraph. Thì chỗ này cái left và right này là bạn bữa trước thầy có nói rồi nên này không nói lại nha. Người ta không có gì hết thì để mặc định là không đi. Còn chỗ before after các bạn cũng là không hết giùm thầy luôn nha. Không hết, còn nếu người ta yêu cầu cụ thể mấy cái này thì vui lòng thực hiện theo. Còn này thông thường thì dùng single nha. Nó còn thí dụ như bạn muốn dùng 1.5 like á, thì bạn dùng 1.5 like tùy nha, nó phụ thuộc vào đề bài. Còn nếu không á, thì những cái gì thầy đang làm á, là cái mà thường gặp nhất, tức là người ta thường dùng những cái số liệu này nên thầy dùng những số liệu đó lại luôn. OK rồi, sau đó bạn thấy cái phía trên nó có chữ sông Mekong và phía nó có vẽ thêm một cái shape, thì bạn insert các bạn nhận shape nè. Đó, bạn vẽ một cái biểu tượng nào đó nó gần giống nó giùm thầy nè. Đó, được không? Rồi và trong đây các bạn cái gì bạn có thể thu nhỏ cái này nha. Rồi chữ sông Mê Công nè, ở đây nó có sẵn nè, bạn có thể copy đó và bạn cấp dùng cái insert nè, bạn insert nè, bạn chọn word art, tại vì đề bài người ta yêu cầu word art đó. Rồi rồi sau đó bạn đem cái này vô đây rồi, đúng không? Rồi chữ sông Mê Công này bạn muốn định dạng màu chữ hay gì đó thì vui lòng trong format ha. Đây là màu nền, chọn không màu, viền không viền, rồi cỡ chữ 3D nếu có. Rồi bên đây là cho chữ sông Mekong ở trong của nó này, ngoài là cái khung chỗ 6 cái chấm nè bạn, thầy đang chỉnh cái sắp size nè, là cái này nè, nó sắp size nè là chỗ chỉnh cho 6 cái chấm, 8 cái chấm nè bạn, xung quanh 8 cái chấm nè, nó 8 cái chấm đó. Rồi còn nếu thầy chỉnh bên cái quần size là thầy chỉnh chữ sông Mekong nổi nha. Rồi màu chữ thí dụ thầy đổi màu đỏ, viền thì đổi viền xanh không rõ thì đổi viền vàng. Nó giờ chữ nghệ thuật nếu có nữa, giờ hình ảnh symbol biểu tượng nội dung quật à, bạn được quyền làm tương tự hoặc thay thế tùy theo trường hợp nha. Rồi sau đó bạn nhấn group lại bằng cách chọn đối tượng thứ nhất, nhấn giữ shift hoặc control chọn đối tượng thứ hai, các bạn thấy à? Nhấn giữ shift hoặc control để chọn đối tượng thứ hai, bạn thấy là lập tức có ở ngoài cũng cái khung ngoài cũng được 8 cái dấu chấm tròn nữa bạn, ở trong có 8 dấu nữa nè, đúng không? Sau đó bạn đặt chuột ở góc á, bạn lấy chuột phải, bạn chọn group giùm thầy. Nếu như bạn group được ở đây thì thôi, nếu không được thì bạn có thể vô format ngay chỗ đây cái biểu tượng ở đây nè bạn. Giao diện 21 thì nó khác chút xíu nha. Format à, biểu tượng này nè. Đó, biểu tượng này còn 2016 thì nó có chữ group luôn á thì phải nha.
Rồi hoặc bạn chọn cái góc này nè, bạn lấy chuột phải bạn chọn group nha. Rồi qua đây các bạn sổ số bạn chọn group. Nó và khi group rồi á thì bạn thấy nè, bạn kéo á nó sẽ di chuyển hết rồi không à. Rồi sau đó chỗ format nè, bạn đẩy cái chữ qua xung quanh hay xuống dưới gì đó tùy theo trường hợp đề bài người ta cho ha. Đó, đẩy trường hợp đề bài người ta cho. Đó thì mình sẽ làm cho giống người ta hoặc tương tự. Đó này có đổ bóng luôn kia thì bạn có thể đổ bóng luôn kia chữ nha. Đó nhưng mà do hồi nãy thầy chưa đổ bóng á. Còn nếu bạn thấy cần thiết thì bạn cứ đổ bóng cho nó nha. Cái xong mê công nè. Đây. Đây cái khung ngoài format. Surface sau này đổ bóng nè. Nó thì đây các bạn đổ bóng 3D nè. Đó, tùy thuộc trường hợp người ta yêu cầu ha, mình sẽ lựa chọn cho nó phù hợp. Hoặc bạn vô phần này bạn chỉnh. Đó, hoặc như đây các bạn chỉnh nha. Đó, như đây bạn chỉnh. Đảm bảo rằng á là mình làm tương tự hoặc giống nó thì càng tốt. Nhưng mà không kịp thời gian thì mình làm tương tự. Rồi, thí dụ như thầy chọn cái đổ bóng vậy thôi. Nó cần muốn chỉnh solo, chỉnh 3D hay chỉnh đổ bóng gì đó. Đó, tùy theo người ta yêu cầu ha, các bạn chỉnh được cho phù hợp. Nói chung là những thông số ở đây ha. Đó, những thông số ở đây, bạn ngồi đó bằng canh chỉnh gì đó cho nó phù hợp ha. Rồi, tiếp theo là bạn phải chia cột mà. Đó, chia cột làm hai. Và bữa trước thầy nói chia cột và quét vừa đủ không quét dư nha. Quét vừa đủ không quét dư giùm thầy nè. Quét vừa đủ không quét dư nè, mình để ý nha. Không quét dư nè. Rồi sau đó các bạn vô phần layout, các bạn chọn column, các bạn chọn một column, bạn yêu cầu chia bên trái ít, bên phải nhiều. Đây bên trái ít, bên phải nhiều. Rồi sau đó bạn có đường giữa line between, bạn nhấn OK. Rồi chữ K này róc cáp, nhớ róc cáp luôn luôn làm sao khi bạn đã tạo column. Róc cáp luôn luôn là làm sao khi bạn đã tạo column nha, không làm trước. Insert các bạn róc cáp ha. Coi bạn xuống 3, xuống 4, xuống 2 gì đó. Coi coi, rút cái option. Đó, giả sử trường hợp này thì xuống 3. Ok. Rồi, cái chữ K này có hai đường giữa. Thì bạn quét khối này để chụp phải. Các bạn chọn phong ha. Phong, rồi bạn chết và double ha. Đây, còn muốn chữ outline thì bạn dùng 2007 ha. 2007 thì có chữ outline ở, nó thêm 4 cái ô đây nữa bạn. Nó có thêm 4 cái ô đây nữa. Rồi, nó có thêm 4 cái ô nữa. Đó, và dòng thứ hai nó sẽ cái chữ outline thì bạn sẽ làm giống mẫu hoàn toàn. Rồi chỗ này á, thì sau đó bạn kéo sửa gì đó, nó phụ thuộc vào tay nghề của mỗi bạn nha. Nó phụ thuộc vào tay nghề của mỗi bạn, chỗ này thì không có ép được nha. Nó phụ thuộc vào tay nghề bạn kéo ra sao nha, bạn kéo như thế nào. Đó. Đó nha, nó phụ thuộc vào bạn kéo ra sao, kéo như thế nào nha. Nó phù hợp mình kéo thôi. Rồi tiếp theo á, chỗ sông mê công là sông mê công cho mê công in đậm nè. In đậm thì bạn chọn nó in đậm thôi. Rồi toàn bộ này nó được canh đều thì bạn chọn canh đều dùm thầy. Rồi cái chỗ khoảng chữ nước ngọt nè, nó chèn cái hình thì bạn insert, bạn chèn cái hình thôi. Meter. Nó giả sử thầy chèn một cái hình vô. Giả sử thầy chèn một cái hình vô nha. Đó, cái hình. Thì khi bạn chèn hình thì bạn chú ý cái tab format. Khi bạn chèn hình thì bạn chú ý cái tab format giùm thầy. Rồi, bên trước thầy mới sơ nè. Ở đây những cái công cụ này nó phụ thuộc vào mình cần chỉnh hay không. Đó, còn thí dụ như mình không cần chỉnh hết, mình cứ để mặc định nó giùm thầy. Rồi, bạn chú ý giùm thầy cái chỗ quá stat, tức là cái chữ và cái hình được đặt như thế nào. Ví dụ như đẩy xung quanh thì các bạn chọn square để đẩy qua xung quanh. Đó, đẩy square để đẩy qua xung quanh giùm thầy. Rồi. Tiếp theo nữa các bạn, nó là một số loài cá trên sông Mekong thì chú ý chỗ này các bạn đóng khung border state nè. Mà nhiều bạn là không có giống. Đó thì các bạn sẽ chọn giùm thầy á, gọi là cái thanh sắt, giống như thanh sắt này nè bạn. Và bạn chọn chế độ là pseudo. À, và ở phía trên ở đây các bạn thấy nè, chỗ này nó mà xám xám nè, nên đây là tô màu nữa. Yeah, đây setting nè, tô
tô màu các bạn chọn màu vàng, màu gì đó tùy, áp dụng 3 rát nha. Rồi này cũng chế độ là 3 rát luôn thì bạn sẽ làm giống được cái mẫu nó. Rồi tên, chiều dài, khối lượng thì phần này là phần đặt táp. Phần đặt táp thì thầy chia làm hai trường hợp nó. Táp thì thầy là đặt táp thì thầy chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là đặt táp bình thường một dòng. Trường hợp thứ hai là đặt táp cho nhiều dòng. Nhưng mà đặt táp thì nó có thể đặt ở ngoài bình thường, nó nằm ở trong bảng hoặc là trong column. Nó phụ thuộc vào đề bài người ta cho cái táp bạn sẽ nằm ở đâu. Nó phụ thuộc vào đề bài người ta cho cái táp bạn nằm sẽ đâu. Có thể táp bạn nằm ở ngoài bình thường như nè, hoặc táp bạn nằm ở column như bài này, hoặc táp các bạn sẽ được nằm trong bảng. Nó phụ thuộc vào đề bài người ta cho ha. Nó phụ thuộc vào đề bài người ta cho và mình sẽ lựa chọn cách đặt cho phù hợp. Và đặt táp thì thầy có hai lưu ý. Cái lưu thứ nhất á, là đặt táp các bạn là cái gì, cái điểm dừng, cái vị trí táp á, nó không ai quy định cả, nó không ai quy định ở đâu cả đó. Cái điểm dừng của bạn nằm ở đâu cũng được, không ai quy định, không có tài liệu nào bắt buộc phải tiêm ngay, phải cái táp, cái điểm dừng của nó nằm ở 8cm hay 6cm cho tất cả các trường hợp đó, không có nha, không ai quy định đó cả đó. Rồi cái điểm dừng, cái vị trí táp. Rồi rồi thứ hai nữa là cái loại táp. Loại táp thì các bạn nhìn vào đề, loại táp thì bạn nhìn vào đề. Ví dụ như các bạn đối với táp cho một dòng á, thì nó sẽ không rõ được là táp trái, táp phải, táp giữa, táp đều, nó không rõ. Nhưng mà táp nhiều dòng nó sẽ rõ hơn. Ví dụ đề số 3 nè các bạn, thì đây là một cái táp nè, các bạn hãy nhìn trên số nè, thẳng nè, nhìn chỗ này không có đặt táp nè. Rồi muốn biết táp trái, táp phải, táp giữa hay táp thập phân gì đó thì bạn nhớ, bạn coi coi những con số, những cái chữ chỗ mà bạn sẽ đặt táp á, bạn coi từ trên xuống dưới cái cột đó đó, nó thẳng bên nào, nó thẳng bên nào là táp đó nha, thẳng bên nào là táp đó giùm thầy. Rồi tương tự cái này cũng vậy, các bạn thấy thẳng bên tay phải nè, thì đây là táp phải nó. Rồi đây thẳng theo dấu thập phân, táp thập phân, thẳng bên phải táp phải, thẳng dấu thập phân, táp thập phân, nó quần này. Thường dòng một dòng á thì nó sẽ không có quan tâm cái điểm dừng loại táp, đặt làm sao á nó căng đó, nó đẹp giống mẫu là được. Rồi ở đây các bạn thấy nè, cái khoảng cách từ ở ngoài nè, ở ngoài nè đến chữ đầu tiên các bạn thấy có một khoảng lớn, nên đây gì, nó sẽ là một táp. Bạn nhìn ba chữ Ba Lan, Nga, Hungary, Ba Lan, Nga, Hungary, các bạn thấy nè, nó thẳng bên tay trái là táp trái. Rồi mấy số này thẳng phải, cái này thì phải giữa đều được hết, nó không rõ ràng. Do đó là những cái lưu ý. Rồi các bạn thao tác giùm thầy tới đây đi và ghi chú lại cái phần đặt táp, sau đó sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể phần đặt táp. Quay lại hồi nãy á, thì thầy có nói các bạn á là táp á thầy chia làm hai nhóm là táp cho một dòng và táp cho nhiều dòng. Nếu táp cho một dòng á thì bạn sẽ quét cái dòng muốn đặt táp thôi. Và đặt táp cho một dòng á thì thường là cách đặt táp á thầy sẽ dựa vào thanh thước nè. Đó, nếu bạn nào không có thanh thước thì bạn vô thẻ wheel các bạn check vào chữ ruler. Vô thẻ wheel các bạn check chữ ruler giùm thầy nha. Rồi. Thì công việc đầu tiên á thì các bạn táp một dòng hay nhiều dòng cũng vậy. Bạn nên nha, bạn nên đặt con chuột có một vị trí bất kỳ chỗ nào cũng được trên thanh thước các bạn. Sau nhớ là đầu tiên bạn quét chọn cái dòng mà muốn đặt táp hoặc là vùng bạn muốn đặt táp. Rồi, nhớ đến một chỗ. Nè, nếu đặt táp cho một dòng thì bạn quét cái dòng đó trước. Nếu đặt táp cho nhiều dòng thì quét từng dòng, quét từng dòng. Và bạn làm như này một bước này. Đó, nhớ đúp vô. Và bạn chọn Leon để đảm bảo rằng tất cả những cái dòng bạn sẽ đặt táp nó chưa được đặt táp nha, đảm bảo rằng nó chưa được đặt táp nha. Chưa được đặt táp để nó thực hiện mới tốt. Rồi, đây, quét chọn lại cho bạn coi nè. Đó, rồi giả sử thì đặt ngay số 4, nhấn đúp vô. Chọn điểm dừng. Táp gì cũng được. Không có đường. Đây. Các bạn thấy nè, táp gì cũng được là không có đường. Rồi, sáng ok. Điểm dừng thứ hai, giả sử đặt ngay số 10, nhấn đúp vô. Điểm dừng số 2. Táp gì cũng được, ở đây thì thấy táp phải nó phù hợp. Rồi, không đường, set ok. Đây.
Rồi chỗ này nè, bạn thấy là nó bạn có thể điều chỉnh từ số 4 mà chuyển 2.5 đi. Bạn làm sao nó cân đối. Đó 10 này bạn có thể nhích qua chút xíu nó cũng được. Rồi bây giờ đấy gạch hai đường. Gạch hai đường này các bạn không quét được nha. Không quét mà mình phải chọn từng cái. Nó bạn phải chọn từng cái nè, chọn đối tượng thứ nhất nè. Chọn đối tượng thứ hai nè, chọn đối tượng thứ ba nè. Đứa chụp phải nè, bạn chọn ba phong nè. Đó, đứa chụp phải bạn chọn phong nè. Rồi cái chỗ này bạn chọn chế độ là hai đường nè. Rồi nếu gạch từng chữ thì bạn chọn chế độ là quật only giùm thầy nhé. Rồi nếu có in đậm thì bạn in đậm lên giùm thầy. Nó Ctrl B. Rồi đặt tương tự đặt tách cho nhiều dòng cũng vậy luôn. Đầu tiên là nhấn nút vô kiểm tra Leon. Dòng thứ hai tức là đảm bảo rằng nó chưa có đặt tab ở đây. Yeah, đảm bảo rằng dữ liệu bạn nó chưa được tab ở đây. Rồi tab cho nhiều dòng thì quét nhiều dòng nha. Yeah, tab nhiều dòng thì quét nhiều dòng. Rồi giả sử bạn muốn đặt ngay số 3 đây, đây còn một cái tab này, đây cái tab, hai cái tab, một cái tab trái và cái tab phải. Đặt ngay số 3 như đắp vô điểm dừng tab trái. À, cái đường nó các bạn thấy là đường số số 4 set. Ok rồi một điểm dừng nữa, giả sử đặt 9.5. ở đây có một cái sai lầm mà rất nhiều bạn sinh viên gặp nè. Ở đây có một cái sai lầm mà rất nhiều bạn sinh viên gặp, đó là các bạn gì từ tấp hai cái đi á, bạn không có chọn điểm dừng nữa mà bạn nháy đích vô cái bạn để mặc định đó đây, đây là mặc định đó. Là không đúng nha, bạn luôn luôn phải chọn điểm dừng. Tức là bạn mở cái bảng tab ra rồi thì bạn phải chọn cái điểm dừng ngay chỗ bạn đang tab là điểm nào rồi mới chọn hồi tab và được đó. Rồi này bạn thấy dư nè thì bạn có thể xóa đi nè. Đó, rồi cái khoảng cách này bạn thấy chỗ này nè, nó không được đẹp thì bây giờ chỗ số 3 này thì di chuyển qua 4.5 đó. Rồi ở đây đặt tab thì tab trên bàn phím thôi. Đặt tab thì bạn nhấn tab trên bàn phím. Đó là cách đặt tab cho nhiều dòng. Nhớ thẳng bên nào là tab đó, thẳng bên nào là tab đó nha. Rồi đó là cách đặt tab cho một dòng và nhiều dòng. Rồi các bạn thao tác là khoảng 5 lần cho quen tay giùm thầy nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè các bạn. Tiếp theo các bạn thấy là người ta chèn những biểu tượng symbol. Thì bữa trước thầy nói những biểu tượng symbol này, ở đây các bạn thấy nè, nó bị nhảy lên như nè, nó cũng không có gì ảnh hưởng nha. Ở đây các bạn có thể nè, bạn thấy là khi chia cột xong á nè, nó bị dư nè, thấy không ạ? Dư vài dòng dưới nè đó. Thì bạn thấy khi thầy nhấn delete thì lập tức xóa tùm lum, thấy không ạ? Rồi thì đối với trường hợp này nè, trường hợp này nè, thì bạn thấy bây giờ mình sẽ xử lý nó như thế nào, hoặc bạn có thể là không cần xử lý nó luôn này đó, không à, nó nhảy như vậy mà, thấy không à, nó nhảy tùm lum nè đó. Và thật ra chỗ này á, bị nhảy xuống này nó không ảnh hưởng nha, nó không ảnh hưởng gì cả, do nó chia nó này nó còn giống như nó còn dữ liệu á, nó tưởng dưới này còn dữ liệu nữa mày, nên nó ảnh nên bạn thấy nó nhảy chứ nó không có sao cả nha. Đây nó không có sao hết á, bạn cứ đợi bình thường chứ đừng đừng ngồi đó ngồi bạn xó này nọ đồ kia nha, nó không cần thiết nha, nó không cần thiết nha các bạn. Rồi này nó bạn muốn cho nó cân đối hơn nữa thì bạn có thể điều chỉnh mấy cái này nè, nó điều chỉnh nó nè, đúng không? Các bạn có thể tự điều chỉnh nó để làm sao cho nhìn cân đối hơn. Còn nếu bạn không có thời gian đó, thì bạn làm thực hiện những cái lệnh cơ bản nhất thôi, là không cần phải điều chỉnh sâu. Rồi tiếp theo chữ xong chèn, nãy thầy nói chèn thì các bạn vô cái phần symbol và bạn vô cái phần more symbol, bạn vô phần winning edge và kiếm những biểu tượng ở đây thôi. Đó, bạn có thể tìm thay thế hình ảnh symbol biểu tượng đồ dòng hoặc là được quyền làm tương tự hoặc thay thế nhé. Thầy tượng trưng ở đây vài cái thôi đó. Rồi sau đó bạn thấy chữ sông Mekong nó được canh lại phải nè. Rồi lấy chuột phải các bạn chọn phong nè, gạch từng chữ thì bạn chọn word only
Đó, cái chuột phải chọn form và từng chữ thì bạn chọn word only. Ok. Rồi. Lào Myanmar thì chỗ này các bạn lưu ý nè, nó có một cái đặc biệt nè, là cái này nó dùng bên tay phải nha, nó dùng tay phải. Và để làm được điều đó thì các bạn vô dùng thầy cái biểu tượng này nè. Đó, biểu tượng số La Mã luôn kìa nè. Bằng sổ số và chọn bạn chọn Defenil nè. Đó. Rồi chỗ này các bạn cần ở đây nó là một La Mã hay La Mã nhỏ nè. Mình chọn cái này. Đó, và chỗ này thì mình anh Lâm Anh nè. Nó hay gì nó là led thì bạn chọn nó là right. Nha, thay vì nó là led thì bạn chọn nó là right. Thì nó sẽ giống như người ta. Ok. Rồi, một cái mà rất nhiều bạn sai lầm là ngay chỗ phương trình toán học này. Các bạn ngồi đó bằng canh hay chữ Thái Lan nè, bằng cách ra hay gì đó ra để bạn ra chữ đó, thì nó không cần thiết. Bạn chỉ cần vẽ một cái tết bốc rồi bạn ghi đây là phương trình toán học. Rồi bắt đầu vẽ nó vô. Đó, phương trình toán học này bạn có một cái liêm thì bạn vô insert nè, bạn vẽ cái ô xanh ra. Đó, đầu tiên là liêm. Đó, đây. Rồi trong liêm này nó có gì đây? Có một chữ code alpha. Ở dưới này nó là alpha đúng bị chia 2. Thì đây, nhấp vô đây nhỏ nhỏ nè. Kiếm chữ alpha. Đó, alpha đây. Rồi mũi tên đến bị chia 2. Thì đây bạn kiếm này coi có không? Không có thì mình ghép này vô. Cái này có sẵn thì mình thể dùng nó. Rồi, một chữ code alpha. Thì đây bạn càng trên dưới nè. Ở phía trên là một nè. Ở dưới là code alpha. Đó, sin code thì mình kiếm chữ sin code nè. Đó, rồi alpha bạn ghép vô nè các bạn. Rồi. Trừ tan g alpha. Đó. Rồi, chỗ phương trình toán học này phía trước nó có một cái bàn tay. Thì bạn insert biểu tượng nè. Kiếm cái bàn tay nó. Ở đây các bạn thấy bàn tay qua nè, nó dễ kiếm nha, nó không khó kiếm lắm. Insert. Rồi, sau đó chỗ này các bạn đổi phong nó sang thay Roman nè. Cho đồng nhất với chúng ta luôn. Cỡ chữ 13 luôn, cho đồng nhất từ trên xuống dưới. Rồi, chỗ phương trình toán học này bạn thấy nó được in đậm thì bạn cần Ctrl B lên giùm thầy. Rồi cái khung ngoài này các bạn bỏ đi bằng cách bỏ màu nè. Đó, trong cái thẻ format nè, bỏ viền trong sắp outline của thẻ format luôn nè. Rồi thì khi đó bạn thấy làm bình thường thôi mà. Đó, rồi chỗ tan này đó, ở sim tan này thì bạn thấy tô màu, thì đây tô màu cho chữ thôi. Nó tô màu cho chữ thì bạn quét, bạn chọn cái gì, bạn chọn cái viết mực, viết chì này nè các bạn. Đó, rất nhiều bạn ngồi đó canh chữ Thái Lan bằng canh nha. Trong khi đó bạn chỉ cần vẽ một cái tách bóc ra, bạn làm được rồi. Rồi tiếp theo các bạn thấy nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long thời đoạn này. Đó, bạn thấy nó là tô màu ha. Tô màu thì bật tô màu lên nhìn thầy thôi. Tô màu cho chữ. Rồi An Giang đồ kia mấy cái này đánh vô văn bản vô thôi. Rồi các bạn làm phía trên này giùm thầy nha. Các bạn làm phía trên tới đây giùm thầy. Sau đó thầy hướng dẫn tiếp. Rồi bây giờ nè, tiếp tục là các bạn thấy nè. Người ta nói bạn á, vẽ cái này ra, chi cột ra. Từ An Giang cho đến Vĩnh Long. Quét vô đủ không quét vô nha. Play out column chia làm 3 có đường giữa ha. Ok. Rồi, thì ở đây các bạn thấy có những cái biểu tượng đầu dòng. Đó, những biểu tượng đầu dòng thì mình vô thấy home nè. Ở đây, những biểu tượng đầu dòng nè. Đó, những biểu tượng đầu dòng ở đây nó là cái gì, là cái tay chỉ vô. Đó thì bạn insert những biểu tượng đầu dòng đây bạn thấy không có đây thì mình vô new file. Bạn vô symbol nè. Rồi bạn vô cái phần Winners nè bạn. Bữa đó thầy nói rất là nhiều lần rồi. Đó các bạn cứ vô Winners bạn kiểm thôi. Các bạn đừng có suy nghĩ nó gì nhiều hết mà. Cứ vô thẻ quyển nữa các bạn kiểm nha. Nó có đủ hết các bạn. Đây. Đó, cái tay chỉ qua nè. Đâu rồi? À nè, đúng chưa? Đó, rồi, ok. Ok. Rồi bạn muốn canh cho nó đều hay gì đó, nó dồn qua đây thì ở đây các bạn có thể kéo cái thanh thước nè. Đó, mình cứ kéo phía trên nè. Đó, kéo nó giống như hai canh hai thanh này nè. Bạn chú ý hai thành trên dưới nè, bạn kéo. Rồi, tiếp theo thì bạn thấy người ta vẽ cái bảng nha. Cái bảng này thì bạn coi coi mấy dòng mấy cột thôi. Bữa trước thầy cũng nói sơ rồi.
1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột, 6 cột và 5 dòng ha. Các bạn cứ insert, bạn có thể đánh vô. Đó, 6 cột và 5 dòng. Ok. Đó, 6 cột và 5 dòng. Ở đây các bạn thấy hai cái đường ở trên nè, hai đường một cái đường đậm nè, đang mờ nè. Đó thì bạn có thể vẽ nó vô. Đây. Thầy vẽ cái đường này nhưng mà cái đồ kích cỡ nó tăng lên nè. Đó nhưng mà nó nhạt màu, nhạt đi nè. Đó, màu xám xám này nè. Đó, cái đường trên cùng nè bạn. Giờ và đường dưới cùng đó là hai đường ha. Hai đường thì bạn chuyển qua cái này mình. Đó, cái này mình chuyển qua nó là hai đường. Cái đường hai đường nè. Đó, và kích cỡ bạn thấy nó cũng to hơn chút xíu. Thì thay vì đây là 1.2 thì cho nó là 1. Đó, thì đây nhưng mà này các bạn thấy nè. Nó màu nó cũng đen nhạt hơn nha. Màu đen nhạt, và đường này cũng đen nhạt hơn nè. Nó tức là cũng đen nhưng mà nó sẽ đen nhạt hơn nè các bạn thấy nè. Đúng không? Đường này nữa. Rồi. Cái này 3. À rồi, cái này vẽ nó xuống dưới này, tại phần trên nó chút xíu gập ô. Thật ra bạn làm cái này sau cũng được nha. Rồi, ở hai bên hông thì nó không có đường. Đó, hai này không có đường. Rồi. Cái chỗ loại hàng bạn gập hai ô nè. Đó, xong bạn ghi đích nè. Loại hàng nè. Gập hai ô nè, Manager Center nè. Bạn ghi đề chữ loại hàng nè. Đó. Rồi, này được canh chính giữa và quay hướng ha. Thì trong layout nè, canh chính giữa nè, quay hướng nó nè. Đó, nó không đủ thì bạn có thể kéo nó rộng chút xíu để cho nó đủ nha. Rồi, tiếp theo là nhập gập ba ô nè, gập ba nè. Cái chụp phải Manager Style nè, mình ghi nhập nè. Xuất thì nhập hai, gập 2 nè, xuất nè. Nó rồi toàn bộ này được in đậm nè, Ctrl B nè. Rồi nhập xuất rồi kia canh ngay chính giữa nè. Đó. Rồi, ở đây các bạn ở nơi sản xuất đơn giá số lượng ha, nơi sản xuất. Rồi, đơn giá số lượng. Rồi xuất thì nó có là đơn bán và đơn giá, nơi bán và đơn giá. Mấy này thì chịu khó đánh vô thôi. Rồi cho canh ngay chính giữa cho nó đẹp luôn nè. Đó. Được chưa? Rồi nó các bạn thấy là tiếp theo đó, nó là tô màu thì ai biết nó màu gì. Đó, ai biết màu gì thì bạn có thể chọn màu xám, màu gì đó tùy các bạn nha. Đó, trong design nè, màu nè. Này đường viền nè. Màu viền được các bạn thấy không? Đây là màu nè. Đó thì rồi thầy cho nó là một màu xám nhạt nè. Đó, cái đoạn này là do mình điều chỉnh thôi. Rồi tiếp theo dưới này ghế xếp loại 1, ghế xếp loại 2 bàn làm việc. Nó ghế xếp loại 1. Nó ghế xếp loại 2. Bàn làm việc. Nó có mấy chữ thôi thì mình phải đánh vô. Nó là thấy cái này không đủ nè, bạn phải kéo dài ra chút xíu để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Rồi quận 6, quận 1, Hóc Môn. Quận 6. Quận 1. Hóc Môn. Nó thì mình điều chỉnh tiếp ha. Rồi, đơn giá thì bạn có thể nhập cho đúng hoặc là tương tự 1, 3, 2, 5. Ba bốn hai phẩy năm. Rồi cái này nó là gì đây? 8, 6, 5, 2, 5. Rồi 2, 4, 5, 8. Rồi số lượng lần lượt bên đây nó là 1750 và 50. 1750 và 50. Rồi nơi bán ở đây các bạn Long An, Bến Tre và Sóc Trăng. Long An, Bến Tre và Sóc Trăng. Rồi đơn giá thì bạn có thể đánh giống luôn 1405,5. Hoặc bạn đánh tương tự cũng được nha. Rồi 912,1. 1231,85.
Đó, thì đây là cái bảng ha. Rồi. Bạn thấy. Rồi bây giờ có cái đường, các bạn thấy có hai đường đậm nè, hai đường đậm nè. Thì mình tiếp tục vẽ hai cái đường đậm nó vô đây. Nè, một đường nè. Cái đường kích cỡ nó lớn chút xíu khoảng 3 BT và thầy cho nó màu đen đậm lại nè. Đó, sau đó vẽ vô nè. Đó. Rồi. Nó giờ này cái đường này nè các bạn, đây là những cái đường lư, đường chấm nó nhỏ nè. Thì bạn cái đường chấm nhỏ nè. Đó. Bạn có thể tăng nó lên chút xíu cho dễ nhìn cũng được. Đây, màu nó thì bạn thấy nó màu nó nhạt hơn chút xíu. Đó, rồi bạn kẻ nó ra. Đó. Rồi thì bạn thấy nó tương đối, cái đường này bạn thấy nó nhỏ lại chút xíu nữa. Nhưng mà thầy cho nó hơi bự rồi. Rồi bây giờ đặt tab trong bảng nè. Thì chỗ này các bạn thấy nè, không có đặt tab. Nhưng mà chỗ này nè, có đặt tab nè. Đó, hồi nãy tab á, hồi nãy á. Các bạn thấy khi làm xong á, nè quét khối nè. Thì khi bạn đặt tab trong bảng á, thì bạn lưu ý giùm thầy. Cái giới hạn của nó sẽ nằm trong cái hai cái này, hai đường này bạn thẳng lên nè. Cái giới hạn nằm trong đây thôi. Đó, giả sử thầy đặt ngay chỗ này. Rồi, tab của đây là thập phân. Nhấn send nhấn ok. Thì các bạn thấy nó nhảy theo dấu thập phân bạn nè. Đó, nhảy theo dấu thập phân nè. Rồi ở đây thì đặt tab phải chẳng hạn nè. Rồi nhấn vô nè, chọn điểm dừng nè. Rồi tab phải nè, không đường nè. Set ok, nó không nhảy được. Rồi ở ngoài thì bạn nãy thấy đó, thầy nhấn phím tab là nó chạy rồi. Nhưng trong bảng bạn phải nhấn tổ hợp phím là Ctrl tab nha. Ở ngoài thì bạn nhấn phím tab là được rồi. Nhưng trong bảng là phải nhấn Ctrl tab nha các bạn. Ở trong bảng là phải nhấn Ctrl tab nó mới chạy tab được nha. Rồi chỗ Long An Bến Tre đầu kia là bạn thấy này, chỗ này là canh giữa là đủ rồi. Nó bạn có thể thấy canh giữa đủ rồi. Rồi bên đơn giá này cũng dài, các bạn đặt tab nè. Các bạn chú ý cái đường, cái điểm dừng nè, đây nó nằm trong hai cái đường này nè. Đó, nhìn nhìn từ hai đường này nhìn thẳng lên nè, nó nằm trong khoảng này thôi. Đó, nhớ đúp một đường vô, một chỗ vô, chọn điểm dừng và tab thập phân đi cinema. Nhấn start, nhấn ok thì tự canh theo dấu thập phân của bạn. Các bạn có thể thấy điều chỉnh đồ gây nhìn cho nó giống hơn 100% nhiều thôi. Đó, thì đó là làm việc với bảng thôi. Rồi còn chỗ này đặt tab không? Đặt tab này thì ở đây các bạn thấy có từ trên xuống dưới nè. Đó, thì thầy thấy từ trên xuống dưới thì nó có một cái tab chung. Thì đặt ngay chỗ 16 này chẳng hạn. Đó, tab là tab phải và đường nó là đường số 2. Nhấn send nhấn ok, tức là tất cả này đều sẽ có một cái tab hết. Rồi, chỗ giới tính nè, thì nhấn tab qua nè. Đó, rồi chỗ họ tên nè, nó sẽ là một cái tab nữa. Giả sử thầy đặt ngay tab số 11 nè. Chọn điểm dùng 11 nè. Đường tab gì cũng được, đường số 2, set ok. Thầy nhấn TB trên bàn phím thì bạn thấy lập tức nó có chỗ gì, cái họ tên rộng nè. Rồi nơi ngày sinh, nơi sinh là chữ xong hay không, nãy thì copy hay gì dư nè. Rồi nơi sinh này có một cái tab nè. Rồi chỗ ngày sinh này thêm một cái tab, giả sử là số 10. Rồi chọn điểm dừng nè, điểm số 2 nè, ok. Đó, tức là do mình thao tác thôi. Rồi như bạn thấy chỗ gì, nơi sinh này nói gì nó hơi nhiều rồi, nên thục xuống chút. Ngày sinh là bạn thấy nhiêu đi không đủ thì bạn có thể điều chỉnh lại, tức là bạn đặt tab rồi nhưng bạn có thể điều chỉnh lại để cho nó phù hợp hơn. Rồi số chứng minh, ngày cấp, nơi cấp, ở đây các bạn thấy rõ ràng có ba cái tab. Rồi số chứng minh thì giả sử đặt ngay tab số 7 nè, nó 6 mấy nè, đường số 2. Rồi một cái thứ hai đặt ngay số 11 nè, số 2 sẽ ok. Rồi số chứng minh 8 nè, rồi ngày cấp 8 nè, rồi nơi cấp nó tự nhảy cho bạn nè. Nó tại vì nó đã có một cái tab trước rồi, nó còn nếu chưa có nhảy thì bạn ngấp cho nó nhảy lên giùm thầy. Rồi tình trạng hôn nhân, tình trạng hôn nhân chỗ độc thân có một cái dấu chết nè, độc thân có một dấu chết nè, thì bạn dùng cái biểu tượng symbol thôi, insert cái bàn symbol nè, nó sẽ có cái biểu tượng đó trong Windows Note, cái dấu chết đó trong Windows Note. Đâu rồi này các bạn. Rồi giờ chỗ đã kết hôn nó ô trống, thì bạn kiếm trong cái symbol nè, nó cũng Windows Note nè, các bạn kiếm nó sẽ gặp cái ô trống đó nè. Này. Rồi đã ly hôn nè, nó có một ô trống nè. Rồi số con hiện có, nó một cái tab nè. Đó. Rồi ở đây nó chèn cái symbol insert picture, các bạn chọn picture giùm thầy. Đó, tôi bạn chèn một cái hình vô, nó phụ thuộc vào đề bài người ta cho các bạn chèn cái hình như thế nào.
Đó, đây các bạn có thể thu nhỏ lại nè, thu nhỏ cái hình lại giùm thầy. Và sau đó cái hình này bạn để ý á, nó sẽ nằm ở phía dưới chữ nha, cái hình này sẽ nằm ở dưới chữ ha. Đó, đọc trên chữ gì đó, đây coi kỹ lại coi nó nằm ở đâu. Đây các bạn coi kỹ lại nè, cái hình nằm ở dưới chữ nè. Nó dưới chữ thì bạn chuyển này nè, nó nằm ở viền 2 ha. Nó thu nhỏ lại. Giờ hình ảnh symbol biểu tượng đầu dòng word art được quyền làm tương tự hoặc thay thế nha. Hình ảnh symbol biểu tượng đầu dòng word art các bạn được quyền làm tương tự hoặc thay thế. Rồi mấy chữ full name đồ kia nè, các bạn control y hết nè. Nó canh in nghiêng hết giùm thầy nha. Giới tính đồ kia nè. Nó in nghiêng hết nè. Đó, ngày sinh, nơi sinh đồ kia nè. Nhớ in nghiêng giùm thầy. Đó, thì đó là một cái đời nha, đó là một cái đời cơ bản nha, nó cũng không có nhiều ý lắm. Rồi, các bạn sửa vô giùm thầy ra, các bạn sửa giùm thầy tới đây. Rồi bây giờ bạn có thắc mắc đó, ở đời số 2. Đó, là tiếp tục là cái bảng này. Cái bảng này thật ra các bạn muốn làm được nó là cái bảng kèm với bạn vẽ thêm một cái thủ thuật tách bóc nữa. Gồm có 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng và 5 dòng. 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột và 5 cột. Các bạn có vẽ cái bảng ra 5 dòng và 5 cột ha. Rồi, ở đây thầy insert thầy vẽ một cái bảng 5 dòng và 5 cột cho các bạn nha. Rồi. Rồi cái dòng đầu tiên bạn gộp lại hết luôn. Mega Center. Cái dòng đầu tiên các bạn là căn cứ cho đến khi ngủ ha, bạn có thể lấy nó ở đây. Đâu rồi? Trên mặt xương hấp. Rồi, biện pháp. Rồi, căn cứ cho đến khi ngủ nè. Rồi, cái đoạn này. Đó, bạn có thể cắt luôn hoặc copy cũng được. Rồi, đem vô. Một ấy. Rồi, đoạn thứ hai. Là từ sau khi thức dậy thu nhũng. Rồi, đây. Này nó gộp nguyên cái này luôn. Rồi đoạn thứ 3. Đoạn thứ 4. Rồi đoạn thứ 3 là từ có thể cho đến căn cứng. Rồi đoạn thứ tư, phương pháp như sau. Rồi, giờ dùng ngón tay cho 5 lần là bên đây. Dùng ngón tay cho 5 lần. Đó, nó là cái đoạn này, ở giữa này. Rồi, cái đoạn cuối, dùng mặt nạ cho anh trở lại. Đã nằm bên đây. Rồi bây giờ thầy đem cái bảng này xuống dưới luôn cho nó dễ nhìn nha. Rồi đây, thầy bắt đầu xử lý nó. Rồi này cái chữ các bạn thấy nó sẽ to nên bạn thu nhỏ lại chút xíu để cho nó phù hợp. Rồi hai dòng, một dòng đủ. Rồi tới đoạn này thì nó sẽ được kéo qua bên đây. Đó, và này nó kéo sát lên đây. Rồi này kéo qua đây. Này kéo qua đây. Đó, bạn thấy cái bảng nó tương đối gần giống. Rồi, phương pháp như sau. Nó được canh ngang giữa và tăng chữ lên, in đậm lên. Rồi, có tô màu cho chữ màu đỏ. Rồi, dùng ngón tay này bạn thấy là tô hết. Đây bạn thấy là tô hết nè, nên nó sẽ dùng ba giáp màu vàng. Rồi bây giờ tiếp tục. Ở xung quanh hang này không có đường. Đó, đây table nè, không có đường nè. Đó, cái đường này không có nè. Rồi, cái đường trên này không có nè. Rồi, đường bên đây không có nè. Bên đây không có luôn. Rồi, đường này không có luôn. Đó. Rồi. Tiếp tục chỗ này, các bạn kéo thì không có được nữa. Nên tới chỗ này thầy sẽ dùng một cái mẹo nhỏ,
đó là dạng một cái text box ra, đem hết cái văn bản vô. Rồi kéo nó vô đây. Rồi bỏ màu nền, bỏ màu viền. Rồi cái này các bạn để ý, hai cái này nó canh đều hết. Rồi cái này có thể dồn lên chút xíu. Đó. Rồi. Nhưng mà cái này tô màu cho chữ thôi. Đó, nó không có tô hết, tô chữ thôi. Rồi này các bạn thấy nè, kéo lên chút xíu. Rồi kéo qua một chút. Dư kéo lại, cái này thủ thuật thôi. Rồi cái này kéo lên chút xíu nữa. Rồi. Mà thấy cơ bản nó giống. Nói chung là thủ thuật mình làm đó, đầu tiên các bạn thấy rõ ràng thì vẽ cái bảng đồ kia bình thường, nhưng mà bước cuối cùng á, do cái độ rộng nó không đủ á, nên thầy sẽ gì dùng một cái mèo khác, tại vì vẽ một cái text box để đưa nó vô. Đó là cách giải nha. Rồi mời các bạn sửa vô. Rồi bây giờ cái phần thư nè các bạn, thì nó ứng dụng của nó thì đi làm á, thì các bạn có thể gặp ở cái tình trạng cái gặp ở cái trường hợp á là khi bạn hội nghị hoặc là dịp lễ Tết đó, bạn gửi những cái thư chúc mừng hoặc là những cái thư mời họp hoặc là họp hội đồng quản trị hay gì đó, tức là những cái cuộc họp mà gửi số lượng người nó là vài trăm vài ngàn người nó, hoặc là các bạn có thể một cái ứng gặp một cái trường hợp á là khi các bạn đậu đại học cao đẳng á, thì ở bên trường sẽ gửi cho bạn cái giấy báo trúng tuyển đó, thì thay vì ngồi đánh văn bản dập dữ liệu từng người thì người ta sẽ ứng dụng cái phần thư này dựa trên cái nguồn dữ liệu gốc bạn đã cung cấp khi bạn khai báo để xét tốt nghiệp cao đẳng đại học đó, thì sẽ dựa vào cái nguồn dữ liệu đó. Hoặc là khi bạn tốt nghiệp đại học thì cái bằng tốt nghiệp các bạn nó sẽ được gì, thay vì ngồi đánh văn bản thì thầy cô có thể gì dựa vào những cái nguồn dữ liệu có sẵn để cung cấp đó, để xuất ra những cái thư, những cái bằng tốt nghiệp đó cho các bạn, những cái phôi đó cho các bạn nó, chứ không phải ngồi đánh văn bản từng cái nó, đánh văn bản từng cái đối với cái gì, đối với dữ liệu nguồn chưa có, và ngồi đó phải đánh văn bản từng cái nữa, và nó sẽ có một cái nhược điểm là rất dễ sai. Còn khi đã có nguồn dữ liệu rồi thì người ta ứng dụng cái này để cho xử lý những cái văn bản, những cái số liệu được ghi, tránh sai sót rất là nhiều. Được chưa? Rất là nhiều. Rồi thì phần thư mình có ba phần, đó là lá thư, bì thư và nhãn thư. Nó cái đầu tiên mình sẽ học đó là phần lá thư, tức là thiết làm một cái thư mời hoặc là một cái bằng tốt nghiệp hay gì đó, tùy theo cái mẫu mà khi bạn đi thi được cung cấp. Tùy theo cái mẫu mà khi đi thi các bạn được cung cấp nó. Được chưa? Đây. Và nhớ là thầy gửi cho các bạn là một file nén nha. File nén. Bạn bắt buộc phải giải nén ra bạn mới làm được nha. Đó. Bắt buộc bạn phải giải nén ra bạn mới làm được. Thì đây là cái mẫu có sẵn nè. Nó tức là cái số này á là cái số thứ mời. Rồi mời ông bà nào, chức vụ là bao nhiêu, địa chỉ như thế nào, điện thoại như thế nào. Thì cái đó thì sẽ có nguồn dữ liệu sẵn. Và cái nguồn dữ liệu của bạn nó có thể là Excel hoặc là Word, thậm chí là Text, tùy theo trường hợp mà đề thi cung cấp cho bạn cái nguồn dữ liệu đó là cái gì nha. Nó tùy thuộc vào đề thi cung cấp cho bạn cái nguồn dữ liệu đó là cái gì và nó ra sao. Đó thì thông thường nó sẽ là Excel hoặc là Text là nhiều. Đó thì đối với dữ liệu các bạn nó là Excel, thì hôm nay thì hướng dẫn các bạn dữ liệu nó là Excel ha. Thì đây là cái mẫu mà người ta đã thiết kế sẵn rồi. Đây là cái mẫu thiết kế sẵn cho bạn rồi. Thì nhiệm vụ của bạn là gì? Điền cái thông tin bằng lệnh thôi. Nó biết cách điền thông tin bằng lệnh thôi chứ không có gì khó khăn các bạn. Đó thì bây giờ đầu tiên á, thì các bạn vô dùm thầy cái mail link á. Đó. Đây đây cái mẫu có sẵn rồi, bạn đặt chuột ở trong cái mẫu thôi. Mail link các bạn chọn Star Mail. Chọn Setup Mail Visa. Đó, chọn Setup Mail Visa. Rồi, thì nó hiển thị cho bạn một cái bảng ở bên đây. Thì nó có list email, messenger, envelope, label, history,
Ok, ở đây mình học là letter, là cái lá thư. Mình chọn letter. Rồi các bạn nếu qua bước số 2, đây là cái mẫu có sẵn đó, các bạn có thể sử dụng những cái document của nó thôi. Thì mình đã thiết kế rồi, mình không có đụng tới phần thiết kế nữa. Rồi qua số 3, bước số 3 nè, thì các bạn thấy có chữ Brown để bạn lấy nguồn dữ liệu nè. Cái Brown đó các bạn lấy nguồn dữ liệu nè. Rồi thì đối với lấy nguồn dữ liệu thì bạn nhớ là thầy gửi cho bạn là file nén, bạn bắt buộc phải giải nén ra và bạn mới có dữ liệu để bạn làm được nha. Rồi, ở đây các bạn lấy cái file Excel đó là dữ liệu hoặc phần thư. Đó phần. Và sau khi lấy dữ liệu thì ở đây các bạn sheet 1, sheet 2, sheet 3 thông thường nằm ở sheet 1 ha. Rồi nếu sheet 1 không có thì bây giờ quay lại lấy dữ liệu lại nằm ở sheet 2. Rồi, tới bước này thì các bạn nhớ giùm thầy nè, những cái nào được chết vô là sẽ xuất ra. Nên các bạn sẽ bỏ đi những cái dòng trống này, những cái ô trống không dữ liệu nè. Và xuất ra stt họ tên này không cần thiết, nên thầy sẽ không chết đâu, nên thầy chỉ chết dữ liệu từ 1 đến 10 thôi. Đó, rồi các bạn nhớ nha, ở bước này á, bước số 3 khi lấy dữ liệu đem vô thì bạn chú ý cái này giùm thầy nha, chú ý cái này giùm thầy nha. Rồi, bạn thao tác là giùm thầy tới đây. Rồi bây giờ nè, sau khi bạn làm bước 3 xong này nè, bạn nhớ giùm thầy chỗ bước 3 này nè, những cái nào chết vô là sẽ xuất dữ liệu ra nha. Ok. Sau đó bạn qua bước 4. Rồi bước 4 này không có đụng gì tới hết nha. Bước 5. Bước 5 là biết bước các bạn sẽ điền thông tin. Rồi chỗ ông bà thì các bạn vô mail lên nè, đặt chuột chữ ông bà nè. Rồi bây giờ chèn các bạn vô mail lên nè, chọn insert mail field nè. Đến đây các bạn thì của người ta có thể là 3 trường hoặc 5 trường, 10 trường gì đó tùy theo dữ liệu người ta cung cấp. Ở đây có 3 trường thôi để cho các bạn dễ làm. Rồi giả sử thì chèn danh sách thì bạn thấy là ông bà 10 thì nó không đúng. Thì bây giờ thầy chèn F3, ông bà BB cũng không đúng, vậy thì xóa đi, thì chèn lại là F2, Nguyễn An Sơn. Chức vụ thì có thể nó là F3, giờ số thứ tự này nó có thể là danh sách. Đó, tức là ở bước này, các bạn chèn thông tin cho nó phù hợp, nó ứng với dữ liệu thôi. Nó phù hợp, nó tương ứng với dữ liệu. Rồi sau đó bạn qua bước 6. Rồi bạn chọn Edit giùm thầy, bước 6 bạn chọn Edit giùm thầy. Rồi chọn OK. Rồi lưu lại thì đây các bạn thấy lập tức nó nhảy cho bạn cái little 1. Bạn lưu cái file này. Rồi cái file form 4 đang làm lưu luôn. Tức là khi làm phần thư bạn lưu hai file. Một file là file bạn đang làm, ví dụ như file này là file form 4. Cái file thứ hai là file kết quả vừa xuất ra. Cụ thể bài này little 1. Lưu hai file luôn nha. Nhớ khi làm phần thư bạn phải lưu hai file. File thứ nhất là file đang làm, file thứ hai là file kết quả. Đấy nha, phải lưu hai file. Thao tác lại khoảng 4 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi bây giờ tiếp tục thầy hướng dẫn các bạn, đó là phần bìa thư nha. Bìa thư thì bìa thư các bạn thấy giống như một cái bây giờ thì ít ai dùng rồi, bây giờ hầu như là ít ai dùng phần thư rồi. Bây giờ có gì thì gửi tin nhắn Zalo, mail đó, hoặc gọi điện thôi đó, chứ thư bây giờ rất ít chứ không phải không có, rất ít. Thì thường nó sẽ có phần người gửi nè, người nhận nè. Đó, phần người gửi phía trên nè, người nhận phía dưới. Rồi vô mail lên, các bạn vô stamp mail, setup mail visa envelope. Đó, listow thì bằng lá thư, còn này là bìa thư, các bạn chọn envelope. Xong bước số 2. Thì do cái phần hồi nãy á, phần lá thư á, thì người ta đã thiết kế sẵn rồi, mình không có làm gì hết. Nhưng mà đối với bìa thư thì mình phải tự thiết kế nha. Đó, đời bài có thể yêu cầu cụ thể các bạn làm gì thì bạn làm theo, còn không thì cứ theo cái sở thích của mình làm. Rồi, envelope option ở bước 2. Rồi, envelope option ở bước 2. Rồi, ở đây các bạn có thể size 10, size 14 gì đó tùy theo người ta yêu cầu nha. Thì mình có thể làm theo hoặc để mặc định của nó là size 10. Đó, hoặc thích thì nó là size 14 chẳng hạn. Rồi, cái phần ở trên đó, địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận. Ở đây thầy dùng nó là thay Roman. Có chữ người nhận ở đây thì cho chữ 20. Màu chữ của người nhận thì cho nó là màu đỏ. Rồi, ok. Người gửi thì cho cũng là thay Roman 20. Nhưng mà người gửi thì cho nó là màu xanh. Nó chỉ là màu thôi các bạn. Ok. Ok. Rồi. Này, người gửi. Thí dụ như là Đào Mông Nông Lâm. Đó, địa chỉ trường đại học Nông Lâm,
thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 6 Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Rồi, điện thoại gì đó. Rồi, ở đây người nhận thì bạn có thể kéo cái khung này qua đây cho dễ nhìn. Người nhận: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giả sử 3 thông tin vậy thôi. Được chưa? Rồi, đây là bước 3 nha, đây bước 3. Ở xin lỗi, bước 2, xin lỗi các bạn, đây bước 2. Đó, rồi chỗ này bạn có thể khai gì nữa, canh giữa thì bạn cho canh trái thôi. Được chưa? Rồi, đây là bước 2 cho bạn thấy. Nhớ nha. Phía trên là địa chỉ người nhận, phía dưới là người gửi. Đây, người nhận nè, màu đỏ. Người gửi, màu xanh. Ok. Rồi, sau đó bước 3 lấy dữ liệu y chang như bước 2. Có như phần thư nãy. Nha, lấy dữ liệu y chang như phần thư nãy các bạn luôn. Rồi. Nhớ cái nào chép vô. Để xuất ra. Nên đây thì sẽ bỏ 4 cái dưới và 1 cái trên. Ok. Bước 4. Bước 5, điền thông tin. Insert. Họ tên. Địa chỉ, điện thoại. Tức là cái này á thì người ta sẽ cung cấp cho bạn cái dữ liệu, thì bạn chỉ cần điền thông tin cho thầy là đủ rồi. Rồi, nhưng đối với trường hợp này, các bạn bước 5 xong rồi, bạn đến bước 6. Rồi, chọn edit. Ok. Để nó xuất cho bạn FL1 nè. Đây. Xuất cho bạn 10 trang nè. Đó, 10 trang nè. Rồi, lưu luôn 2 file. Nhớ lưu 2 file nha. Rồi, các bạn thao tác là khoảng 3 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi, tiếp theo thầy hướng dẫn các bạn đó là phần nhãn thư ha. Đối với nhãn thư thì cách làm cũng tương tự phần bìa thư. Các bạn vô giảm mở một file Word mới ha. Star mail. Rồi, label. Bước 2. Label option. Rồi, bạn có thể lựa chọn hoặc là dùng những cái mẫu có sẵn. Thí dụ như thầy dùng đây là một phần 2 lít thôi, 1/4 đấy, thì dùng 1/4 lít thôi. Rồi, ok. Rồi sau đó nét vào bước số 3. Lấy dữ liệu nguồn. Rồi, y chang như nãy giờ mình làm. Cái nào chat? Đề xuất. Đó. Ok. Bước 4, bước 5, điền thông tin. Thí dụ như bạn điền đây là họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Tức là tùy theo người ta cung cấp bạn điền gì nhé. Rồi. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Tức là người ta sẽ cung cấp thông tin cho bạn. Rồi, nhưng ở đây các bạn lưu ý nè. Ở đây các bạn không nét vào bước 6 này nha. Đối với phần label này có một cái lạ hơn so với những cái khác nha. Không vào bước 6 này. Đó, mà bước 5 này xong rồi, bạn quay lại giùm thầy bước 4. Phía dưới này có một mũi tên quay lại nè. Nha, dưới này có một tên đây nè. Các bạn nhấp lại. Dưới cùng á, chỗ bước 5 á, cái mũi tên để qua bước 6 á, thì phía dưới có một tên quay lại. Bạn quay lại giùm thầy bước số 4. Rồi, quay lại bước số 4 xong, bạn nhắn dùm thầy cái chữ update on label. Update on label. Rồi nhắn nó xong rồi bạn quay tiến tới bước 5 và bước 6. Rồi edit. Ok. Nha. Yeah. Đối với bước 4, bước 5 á, đối với bước 5 bạn làm xong rồi. Đối với phần label nè thì bước 5 bạn làm xong rồi, điểm tên xong rồi. Bạn quay về bước 4, chọn update rồi sau đó mới tới bước 5, bước 6. Nha. Yeah. Nó hơi lạ chút xíu giùm thầy. Rồi, thao tác lại giùm thầy khoảng 5 lần cho máy tính cá nhân. Bây giờ đối với phần mục lục tự động á, mục lục tự động á thì các bạn gặp ứng dụng của nó rất là nhiều trong cuộc sống của bạn. Ví dụ như là bạn làm ở khóa luận tốt nghiệp nè,
tiểu luận hoặc một cái báo cáo seminar, báo cáo khoa học các bạn thôi, thì nó hầu như nó đều ứng dụng. Hoặc bạn có thể viết start hoặc những cái tài liệu gì đó của bạn đó. Do thì thông thường những cái trang nó nhiều quá thì người ta sẽ luôn luôn sử dụng cái mục lục đó, và nó thường nó nằm sẽ nằm ở đầu hoặc là cuối cái file của bạn, giống như bạn đang viết một cuốn sách thì cái mục lục đó, nó có thể nằm ở đầu của sách, trang thứ hai, trang thứ ba gì đó, hoặc là cuối sách, những trang gần cuối sách đó. Thì mục lục thì có nhiều cách, khoảng 3 cách để làm. Ở đây thì chị hướng dẫn các bạn một cách mà theo thầy là đơn giản nhất. Đó, thầy sẽ dựa vào cái heading này. Thầy sẽ dựa vào cái heading này. Đó. Rồi đó, mục lục thầy chia làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là chữ một là mã, một nhỏ A, B, C đồ cái đó. Thầy gọi là vế một. Cái thứ hai, cái phần phía sau, phần chữ phía sau thì gọi là vế hai. Nha. Thì làm mục lục bạn phải phân biệt đang làm vế một hay vế hai. Rồi. Thì ở đây thầy sẽ dựa vào cái heading. Thông thường các bạn sẽ sử dụng khoảng 5 hoặc là 6 cái cấp thôi. Đó, tức là 5-6 heading thôi. Và thông thường nhất các bạn chỉ sử dụng khoảng 3 hoặc 4 thôi. Đó, khoảng 4 thôi, khoảng 4 cấp. Thì các bạn nếu có gặp mục lục thì khoảng 4 cấp là được rồi. Đó, thì ở đây các bạn chọn heading 1 với chuột phải modify. Cái chuột phải các bạn chọn modify. Rồi, thông thường ở đây các bạn có thể khỏi cần đổi tên. Ở đây bạn có thể khỏi cần đổi tên. Rồi, ở đây các bạn chỉnh title man, thầy giả sử chọn title man. Cỡ chữ thầy dùng đây cỡ chữ 30. Nha, cỡ chữ thầy dùng đây cỡ chữ 30. In đậm, in nghiêng, gạch chân, màu chữ thầy dùng là màu đỏ. Và tất cả những gì thầy đang chỉnh ở đây, nó là chỉnh với 2 nha. Tất cả những gì thầy đang chỉnh ở đây là chỉnh là với 2 nha các bạn. Cái với phía sau á, cái chữ phía sau á các bạn. Đó, những gì thầy đang chỉnh ở trong cái mode style này nè, đang chỉnh là với số 2. Rồi bây giờ muốn chỉnh với số 1 thì các bạn ngay chỗ format này, dưới cùng trong cái bảng mode style nè. Đó, dưới cùng mode style bên tay trái nè. Đó, các bạn chọn dùm thầy chữ number range. Đó, chọn dùm thầy chữ number range. Rồi, ở đây là những cái lịch sử có sẵn, library có sẵn nha, những cái thư viện có sẵn, những cái mẫu có sẵn là làm trước đó. Ở đây các bạn có thể không cần thì các bạn chọn mở đi define new number format. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chọn dùm thầy ví dụ như một là mã. Được chưa? Tùy theo cái nhu cầu của bạn. Rồi phía dưới này bạn có thể quan sát đây là dấu chấm thì bạn có thể đổi thành dấu gạch. Đó, hoặc là dấu sẹt tùy theo trường hợp người ta yêu cầu. Rồi, các bạn vô phông giùm thầy nha, các bạn vô phông giùm thầy. Rồi, ở đây bạn chọn cái phông chữ, thí dụ như thầy chọn thay Roman. Rồi, ở đây thầy chỉ cần in đậm và in nghiêng. Cỡ chữ thầy cũng dùng 30 cho đồng nhất, nhưng màu chữ ở đây thầy dùng nó là màu xanh và thầy có gạch chân. Hồi nãy thầy không gạch chân ở cái phần với 2. Đó, nhưng mà với 1 của thầy thì sẽ chọn gạch chân. Đó, và màu gạch chân của thầy thì dùng nó là màu vàng. Chữ xanh, gạch chân vàng. Ok, và tất cả những gì thầy đang chỉnh ở đây, đang chỉnh đây là chỗ này nè, trong cái define number format nè, và trong cái phong này nè, thầy đang chỉnh đây là đang chỉnh với số 1 nha. Nhấn ok thì lập tức cái đầu tiên bạn nó sẽ nhảy lên nè. Đó, rồi bạn nhấn ok. Ok, đó, đây là với một cái phần heading 1 xong. Tương tự heading 2 cũng vậy. Rồi title man, cỡ chữ thầy dùng cỡ chữ 20, màu chữ là màu xanh. Ở đây thầy chỉ có in đậm thôi. Đó, number green. Rồi, number format ở đây thì dùng nó là một nhỏ. Rồi, ở đây là dấu gạch nối. Rồi, font title man, cỡ chữ thì dùng cỡ chữ 20, màu chữ thì dùng là màu đỏ. Gạch liền này, màu gạch nó là màu đỏ luôn. Này. Rồi, ok. Đó, ok. Ok. Dạ, ok. Tương tự heading 3. Thay Roman 14, màu chữ màu tím. Rồi, còn này mấy cái này thì bạn thích thì đào thêm, không thôi, nay thầy không cho gì hết. Number, green, defend nail. Nó ABC nhỏ. Rồi, có chữ 14. Rồi, cái này thì nó không có chữ nó, thì màu thì thầy cho nó là màu màu xanh này đây. Không gạch đường. Đó. Yeah. Rồi, ok. Ok. Ok, và ok. Tức là bạn sẽ làm heading 2, heading 3, heading 1 giùm thầy. Rồi bạn làm nhanh, sau đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Chủ yếu là cái heading và đọc kỹ những thông số người ta yêu cầu nha. Còn người ta không yêu cầu hết thì bạn làm tùy thích. Rồi, các bạn thao tác cho giùm thầy phần chọn các heading.